Chào mọi người, tôi là Review Chất. Hôm nay giới thiệu cho mọi người một bộ phim Nam chính trời sinh đã không có trọng lực, không cẩn thận là bay lên trời. Vì vậy, đây là một bộ phim viễn tưởng mỗi ngày đều đi lau kính trên cao cho người khác, người không trọng lực. Câu chuyện bắt đầu, hôm đó là một tối mưa. Một cụ già lái xe số 2 đi trên đường lớn. Bà đưa con gái mình đến bệnh viện sinh. Một lúc lao động như hổ, sinh ra bé trai không trọng lực. Ba người phụ nữ ở hiện trường đều choáng váng, đứa bé mới sinh ra đã biết bay rồi. Người mẹ nói, cô ấy đã sinh ra một thiên sứ. Sau khi về nhà, bà cụ hỏi con gái, cuối cùng cha của đứa bé là ai? Người phụ nữ nói, cô ấy cũng không biết, có thể là thượng đế chăng? Hai mẹ con nói chuyện một đêm, nằm ngủ tán loạn lên trên đất một đêm. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, bà cụ gọi con gái dậy, cháu trai của bà ấy đang lơ lửng trên trần nhà, ngủ ngon lành. Người mẹ đặt tên con trai là Oscar. Điều bà cụ lo lắng nhất là, tứ đại thần thủ của trấn nhỏ, được người ngoại đặt biệt hiệu là người nhiều chuyện. Tất cả mọi chuyện trong trấn nhỏ đều không giấu nổi bọn họ. Người mẹ trói Oscar vào trong nôi, miễn cưỡng qua khỏi màn truy hỏi khác nhau của tứ đại thần thủ. Vì tình huống đặc biệt của Oscar, bọn họ đã đóng mền lên trên trần nhà. Như vậy, dù đứa trẻ không cẩn thận bay lên, cũng được hạ cánh nhẹ nhàng, để tránh người trong trấn nói này nói kia. Bà cụ không để Oscar ra khỏi cửa. Mỗi một ngày trôi qua, Oscar cũng lớn lên theo. Mỗi một ngày nằm trên trần nhà xem phim Batman là cuộc sống thường ngày của cậu bé. Mẹ của cậu đã may cho cậu một bộ đồng phục mới có biểu tượng Batman, chuẩn bị đưa cậu đến trường, nhưng bà cậu lại sống chết phản đối. Nhất quyết không cho cậu bé ra khỏi cửa, đừng nói là đi học. Một ngày, Oscar hỏi mẹ, Batman có thể ra ngoài. Tại sao con lại không thể? Mỗi ngày cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ ngoài cửa sổ. Bà ngoại là một người tàn nhẫn, thậm chí còn bịt kín cả cửa sổ lại. Lần này, người mẹ không muốn nhường nữa. Tối hôm đó đưa con trai ra ngoài đi dạo một vòng. Sau một khoảng thời gian huấn luyện, người mẹ để trong túi của Oscar hai quả cân lớn để ngăn cậu bay lên. Cậu đi bước đi độc đáo, cùng mẹ đi trên đường lớn. Đám người hóng hớt ở xung quanh đều nhìn bọn họ, không biết có cái gì hay để nhìn nữa, ăn thịt của nhà bạn hay là đã uống canh của nhà bạn, chuyện nhà người ta, có quan hệ gì với mấy người. Người mẹ vào cửa hàng mua đồ, để Oscar ở bên ngoài. Cậu ta và Natalia đụng vào nhau, Natalia lập tức chiếm hữu linh hồn của cậu ta, cậu đụng vào tôi thì phải giúp tôi mang hai chai nước về nhà. Hai đứa trẻ nói chuyện rất vui vẻ trên đường đi. Oscar nói cậu muốn trở thành Batman, nhìn thấy chiếc cặp đi học hình Batman của đám bạn, trong lòng rất ghen tị, gia đình như bọn họ không thể mua nổi được. Natalia nói ngôi sao mà cô bé ngưỡng mộ nhất là một nữ ca sĩ, khi lớn lên cô cũng muốn làm một ca sĩ lớn. Vì muốn đi nhanh hơn, Oscar vứt hai cái cân trong túi ở bên đường. Khi đến cửa, Natalia lấy lại hai chai nước. Oscar lập tức bay lên, cô bé rất ngạc nhiên. Vội vàng chạy vào nhà lấy chiếc cặp hồng yêu thích. Cho Oscar đeo lên lưng, hai người móc tay hứa 100 năm cũng sẽ giữ lời, không kể chuyện này cho người thứ ba biết. Từ đó trở đi, Natalia thường hay đi tìm Oscar chơi cùng, hai đứa nhỏ vô tư hạnh phúc như thế. Người mẹ cuối cùng cũng yên tâm để Oscar đi học rồi. Mà có một ngày, bà ngoại của Natalia nói với mẹ của Oscar, Natalia thích Oscar là vì cậu ta biết bay. Vẻ mặt của người mẹ đã lập tức thay đổi. Kể từ đó, bà không còn cho con trai tiếp xúc với ai nữa, cũng không cho cậu đến trường. Nhưng người của bộ giáo dục lại sớm tìm đến cửa, mẹ Oscar chỉ đành để con trai đi học. Nháy mắt cái đã qua nhiều năm, Oscar đã trở thành người lớn, bà ngoại cũng đã qua đời. Mỗi ngày anh ta vẫn đeo chiếc cặp hồng cũ, một giây cũng không rời khỏi người. Những năm gần đây, anh ta thích đọc sách, mơ ước xuất bản một cuốn sách về bản thân. Có một ngày, người mẹ hỏi anh ta sao hôm nay có vẻ không vui. Ngoài miệng Oscar cũng không nói gì, thật ra trong lòng anh ta rất cô đơn, chỉ có thể nói thật lòng với mấy con vật ở trong nhà. Tiết mục trên TV đang tuyển những người có tài năng đặc biệt. Tối đó anh ta thu dọn hành lý, quyết định ra ngoài khám phá. Chẳng bao lâu với tài năng đặc biệt của mình, anh ta trở nên nổi tiếng trên TV, có người tìm đến anh ta, muốn đưa anh ta thành ngôi sao lớn, còn đặt cho anh ta một biệt danh, người bay không trọng lượng. Sau khi Oscar ký tên xong, được ở trong nhà lớn, anh ta biểu diễn càng nhiều, càng ngày càng trở nên nổi tiếng, nhận rất nhiều quảng cáo, thu được rất nhiều tiền. Có một lần trước khi lên sân khấu, anh ta vốn định thêm một đoạn lời kịch của mình. Kết quả bị người đại diện xé làm đôi. Trong thế giới của người đại diện, anh ta chỉ là một công cụ kiếm tiền, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của người khác. Sau đó, người đại diện vì quảng bá cho anh ta, lại mở một viện bảo tàng cho cậu ta, nhưng mọi thứ trong viện bảo tàng đều là giả. Ở quê hương của anh ta cũng đặt một bức tượng điêu khắc vì dựng nên hình ảnh đáng thương của anh ta. Phóng viên còn nói, mẹ của anh ta đối xử rất tàn nhẫn với cậu. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của người đại diện, anh ta cũng xuất hiện trên tạp chí Time Weekly, nhưng ngay cả với những thành tích như thế, anh ta cũng không hề vui vẻ, bởi vì tất cả mọi thứ đều là giả. Anh ta và người đại diện còn cãi nhau một trận lớn, vì không được nói xấu mẹ của anh ta như thế. Để cải thiện mối quan hệ, người đại diện đã đưa Oscar đến gặp nhà xuất bản, chuẩn bị xuất bản một cuốn sách của cậu ta, hoàn thành ước nguyện của anh ta. Điều này khiến Oscar rất vui, anh ta còn cung cấp rất nhiều tài liệu cho bên kia, nhưng mà đối phương nói, bọn họ đã tìm được người viết thay cho anh ta. Nội dung cũng đã chuẩn bị tốt, một lần sẽ xuất ra 1 triệu bản. Nhưng nó không hề liên quan gì đến câu chuyện thật của Oscar cả.
Điều này khiến anh ta rất thất vọng. Anh ta đơn giản chỉ là một con rối, đây không phải là cuộc sống anh ta muốn. Sau đó, người mẹ đến trong thành phố xem con trai mình, mang đến cho Oscar những câu nói nổi tiếng anh ta chép lại khi còn nhỏ. Câu nói mà Oscar thích nhất là, người có giá trị luôn luôn trải qua cuộc sống đơn giản. Linh hồn của Oscar giống như được gột rửa. Cuối cùng anh ta cũng tìm lại chính mình, nhưng mà anh ta còn có một hợp đồng nữa. Sau đó ở trong một tiết mục, cuối cùng Oscar cũng nổi giận. Anh ta hét lên, tôi chịu đủ rồi, tôi không phải là một thiên thần. Oscar ngửa bài với người đại diện, đồng ý bồi thường một khoản kếch xù, cũng không muốn tiếp tục như thế nữa, chỉ cần nói người bay chết rồi đi. Không bao lâu sau đó, trên bản tin của TV thông báo tin Oscar đã qua đời. Từ đó về sau, mỗi ngày đều có phóng viên đến cửa tìm mẹ của Oscar. Tất cả đều bị bà đuổi đi hết, mà Oscar thay tên đổi họ, ở một thành phố bình thường. Bắt đầu làm việc ở quầy lễ tân của khách sạn để không làm mình bay lên, anh ta phải ngồi xe lăn, sống cuộc sống của người bình thường. Một ngày nọ, người phục vụ rượu nữ liếc mắt đã nhận ra chiếc túi mà anh ta đeo. Cô ấy chính là thanh mai trúc mã lúc nhỏ của Oscar, Natalia. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi, giấc mơ cơ sĩ ban đầu của cô hoàn toàn tan vỡ. Hai người đến một nhà hàng ăn cơm. Natalia hỏi Oscar, mấy năm qua có thích ai hay không? Oscar ngại ngùng nói, nhiều năm trước, anh ta đã yêu một cô gái. Cô ấy có đôi mắt vừa to vừa tròn, tên gọi là Natalia. Tình cảm của Natalia trong nháy mắt sụp đổ, hai người về đến nhà, lại chơi trò chơi giống như lúc nhỏ. Natalia vừa làm công việc tiếp rượu, vừa hẹn hò đi xem phim với Oscar. Sau đó, Natalia tặng cho Oscar một chiếc cặp sách mới, mà Oscar tặng lại cho cô một chiếc dây chuyền. Mối quan hệ giữa hai người từ từ ấm dần lên, đi hết nửa đời người, trở về vẫn là người yêu. Cuối phim, Oscar trở về quê nhà. Nơi này sớm đã hoang phế, mẹ anh cũng đã sớm qua đời. Câu nói mà mẹ nói với anh ta vẫn vang vọng bên tai anh ta. Chỉ có ở đây, tâm hồn của anh ta mới được yên bình. Anh ta mở cửa ra, thấy Natalia đang ở trước cửa. Hai người cứ thế cùng nhau sống chung. Sau này, Natalia sinh cho Oscar một đứa con. Còn Oscar mặc bộ đồ của Batman, dùng năng lực đặc biệt của mình, làm công việc lau kính cao cấp trong các tòa nhà cao tầng. Chỉ cần buộc dây an toàn vào, anh ta sẽ không bay lên trời. Bộ phim này có tên Người Không Trọng Lực, kể câu chuyện về người đàn ông sinh ra không có trọng lực. Nếu như bạn siêu năng lực này, bạn muốn làm gì nhất?